Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cúm Vũ Hán, toàn cầu hóa và cơ hội vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản. Toàn cầu hóa là một trong những từ được nhắc đến nhiều nhất trong vòng 25 năm qua. Nó có vẻ như một khái niệm khá kỳ lạ vì bất kỳ nhà sử học kinh tế nào cũng sẽ nói với bạn rằng con người đã từng giao dịch qua các khoảng cách rộng lớn trong nhiều thế kỷ, nếu không nói là hàng thiên niên kỷ. Bạn chỉ cần nhìn vào ngành buôn bán gia vị thời Trung Cổ hoặc công ty Đông Ấn để biết điều đó. Nhưng toàn cầu hóa về phương diện quy mô và tốc độ của kinh tế quốc tế đã bùng nổ trong vài thập niên qua đến mức chưa từng thấy, và Việt Nam là một trong những nước hiện nay đang tiến hành cùng toàn cầu hóa này. Đây là hình ảnh bức tranh biếm họa của họa sĩ Kirei có tên Món Tráng Miệng, Cúm Vũ Hán. Một báo cáo vừa được công bố cho rằng tổng giá trị các vụ kiện toàn cầu dự kiến quy lỗi cho Trung Quốc vi phạm các quy định của Tổ chức Y tế Thế giới có thể lên tới 6.000 tỷ đô la từ các quốc gia G7. Du lịch dễ dàng hơn, mạng lưới Internet kết thúc và kết nối toàn thế giới, chiến tranh lạnh kết thúc và các thỏa thuận thương mại với các nền kinh tế của các quốc gia đang phát triển nhanh chóng. Tất cả các kết hợp đó đã tạo ra một hệ thống phụ thuộc nhiều hơn vào những gì đang xảy ra ở bên kia thế giới so với từ trước đến giờ. Đó chính là lý do tại sao sự lây lan của cúm Vũ Hán đã gây hậu quả kinh tế ngay lập tức toàn cầu như vậy. Giáo sư Betha, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, nói rằng tốc độ thay đổi của nền kinh tế toàn cầu chỉ trong vòng 17 năm qua là rất sâu sắc. Ông nói thêm, khi chúng ta nhìn lại vào năm 2003, đại dịch SARS Trung Quốc chiếm 4% sản lượng toàn cầu. Và bà nói tiếp, bây giờ Trung Quốc chiếm tới 4 lần, tức là 16%. Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì xảy ra ở Trung Quốc đều ảnh hưởng đến thế giới ở mức độ lớn hơn rất nhiều. Toàn cầu hóa đã giúp giải thích tại sao gần như mọi nhà máy ô tô lớn ở Anh đã ngừng hoạt động. Những xưởng sản xuất này phụ thuộc vào doanh số và linh kiện từ khắp nơi trên thế giới. Khi cả hai sụp đổ, họ phải ngừng chế tạo xe ô tô. Và do đó, sự giàu có và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đang quan trọng đối với chúng ta hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng không chỉ là vấn đề quy mô, mà còn một vấn đề sâu sắc hơn với toàn cầu hóa đã được đặt ra. Đây là hình ảnh dự án trị giá 3,5 tỷ đô la sản xuất xe hơi dự kiến sản xuất và xuất khẩu sang Mỹ của tập đoàn VinFast đã tạm ngưng sản xuất từ ngày 6 tháng 4 năm 2020 do tác động của toàn cầu hóa và con số lỗ khổng lồ mà tập đoàn này nhận được là 241 triệu đô la. Ivan Kodin, giáo sư toàn cầu hóa và phát triển tại Đại học Oxford, đồng thời là tác giả cuốn sách về kinh tế, đã nói rằng những rủi ro đã được cho phép nảy mầm, chúng là nền tảng của toàn cầu hóa. Điều đó, theo ông, có thể được nhìn thấy không chỉ trong cuộc khủng hoảng này, mà còn trong các cuộc khủng hoảng tín dụng và khủng hoảng ngân hàng vào năm 2008. Và lỗ hổng Internet trước các cuộc tấn công mạng, hệ thống kinh tế toàn cầu mới mang lại lợi ích to lớn, nhưng cũng có những rủi ro rất to lớn. Trong khi toàn cầu hóa đã giúp tăng thu nhập, phát triển nhanh chóng các nền kinh tế và giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, điều đó đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm, có thể là tài chính hoặc cả kinh tế nữa. Vậy cuộc khủng hoảng mới nhất này có ý nghĩa gì đối với việc toàn cầu hóa? Câu hỏi được đặt ra. Với giáo sư Richard Port, giảng dạy kinh tế tại London, dường như mọi thứ sẽ thay đổi bởi vì các công ty và mọi người sẽ nhận ra những rủi ro mà họ sẽ gặp phải. Hãy nhìn vào thương mại, và ông giải thích. Một khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn bởi cúm Vũ Hán, mọi người bắt đầu tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế tại quốc nội, ngay cả khi chúng đắt hơn khi được sản xuất tại nước ngoài. Và nếu tìm thấy các nhà cung cấp trong nước, họ sẽ gắn bó với những công ty này vì những rủi ro đã nhận thấy, giáo sư Richard đã nói thêm như vậy. Đây là hình ảnh một máy bay chở khẩu trang từ Trung Quốc đến hỗ trợ Hy Lạp. Phương Tây và Mỹ đã đặt mua hàng triệu khẩu trang của Trung Quốc vì sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu và những nhà sản xuất đã chuyển các cơ sở sản xuất này ra Trung Quốc từ lâu. Giáo sư Jaknovic đồng ý và tin rằng sự kết hợp với các yếu tố đó có nghĩa là ngành sản xuất phương Tây bắt đầu đưa công việc về nước mình. Ông nói,
Tôi nghĩ rằng cuộc chiến thương mại chủ yếu là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kết hợp với dịch cúm Vũ Hán sẽ khiến các công ty thực sự coi trọng về sản xuất tại quốc nội. Họ sẽ quay lại các hoạt động có thể được tự động hóa bởi vì việc mang sản xuất về nước mang lại sự chắc chắn. Và ngoài ra, không phải lo lắng về chính sách thương mại quốc gia của mình và điều đó cũng mang đến cho cơ hội đa dạng hóa cơ sở cung cấp trong nước. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả điều tin tốt lành cho nền kinh tế phương Tây. Hiện giờ đây, có thể tin rằng họ đã trở nên quá phụ thuộc vào toàn cầu hóa. Thay vào đó, điều này ảnh hưởng cả hai cách. Nhiều phần của toàn cầu hóa đã không phải mang việc về để sản xuất đi khắp nơi trên toàn thế giới, mà di chuyển con người và ý tưởng và thông tin, điều mà chúng ta ở Anh và các nền kinh tế phương Tây khác rất giỏi. Chuyên gia này cho biết như vậy. Như David Hennett, Giám đốc Chính sách Thương mại của Anh tại Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế Châu Âu thì chỉ ra như sau. Ngành dịch vụ dường như đã rơi khỏi một vách đá và chỉ tập trung đặc biệt vào du lịch và các trường đại học. Đây là hình ảnh thư viện của Đại học Harvard, Mỹ, nơi nghiên cứu của hàng ngàn sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Chắc chắn phải có mối quan tâm về số lượng tuyển sinh mới vào các trường đại học phương Tây vào mùa thu này. Đây là một ngành xuất khẩu khổng lồ, ví dụ nhiều trường đại học phụ thuộc vào du học sinh từ Trung Quốc, Darwin Hennick đã nói như vậy. Nhiều trường đại học phương Tây sẽ nhớ sinh viên nước ngoài, những người thường phải trả nhiều tiền hơn cho các khóa học của họ và một nguồn thu nhập chính. Ý tưởng rằng toàn cầu hóa chỉ là chuyển các chuỗi sản xuất hoặc cung ứng sang các nước châu Á rẻ hơn là đơn giản. Nó cũng dẫn đến sự gia tăng lớn các sinh viên nước ngoài sẵn sàng trả tiền để học tại các trường cao đẳng và đại học của chúng ta. Và một lượng lớn khách du lịch giàu có muốn chi tiền ở đây, chẳng hạn cụ thể là hai doanh nghiệp trong ngành dịch vụ. Làm chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược tiến trình toàn cầu hóa sẽ tác động rất mạnh đến các ngành đó. Nhưng ngay cả như vậy, giáo sư Codin, chuyên gia về toàn cầu hóa và phát triển Đại học Oxford, nghĩ rằng đại dịch này đánh dấu một sự thay đổi rộng lớn và rằng năm 2019 là năm của sự phân mảnh chuỗi cung ứng cao nhất. Và mặc dù một số yếu tố như in không gian 3 chiều, tự động hóa, nhu cầu tùy biến và giao hàng nhanh chóng, cũng như chủ nghĩa bảo hộ bắt đầu được cảm nhận, nhưng có vẻ như dịch cúm Vũ Hán vẫn làm tăng tốc những quá trình đó. Đây là hình ảnh một cuộc họp thường niên của IMF và VB, tức là Tổ chức Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Đây là các định chế tài chính có tầm hoạt động toàn cầu. Tuy nhiên, mối quan tâm thực sự không phải là liệu những thay đổi này có xảy ra hay không, mà là chúng đi được bao xa và chúng sẽ được quản lý như thế nào. Giáo sư Codin có cách giải thích đơn giản và rõ ràng về cách lựa chọn. Kết quả liệu sẽ giống như những gì đã xảy ra sau Thế chiến Thế giới lần thứ nhất hay sau Thế chiến Thế giới lần thứ hai? Ông đặt câu hỏi. Và chúng ta có thể, như sau năm 1918, có các tổ chức quốc tế yếu và suy yếu đi, ngược lại là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bảo hộ và sự suy thoái kinh tế. Hoặc như sau năm 1945, tinh thần hợp tác chủ nghĩa quốc tế cao hơn như Bretton Woods, kế hoạch Marshall, Liên Hợp Quốc và Hiệp định chung về thuế quan và thương mại. Giáo sư Colin tỏ ra lạc quan, nhưng ông lo lắng về việc ai sẽ là người dẫn đầu. Ông nói, chúng ta có thể lạc quan, nhưng chúng ta chắc chắn không thấy sự lãnh đạo từ Nhà Trắng. Và ông tiếp lời, Trung Quốc không thể là nước bước lên vị trí lãnh đạo và Vương quốc Anh không thể dẫn đầu ở châu Âu. Đây cũng là lo lắng được chia sẻ bởi giáo sư Pott. Ông nói như sau, Hội nghị thượng đỉnh G20 tại London vào năm 2009 đã được đồng ý gói hợp tác quốc tế trị giá hàng tỷ đô la. Ngay cả Đức đã tham gia, nhưng hiện tại không có lãnh đạo nào trong G20 và Hoa Kỳ vắng mặt trên trường quốc tế. Liệu toàn cầu hóa có sẽ bị đảo ngược không? Có lẽ là không. Việc phát triển kinh tế quá quan trọng để điều đó xảy ra, nhưng nó cũng có thể bị chậm lại đôi chút. Đây là hình ảnh Facebook, là một công ty có môi trường kinh doanh toàn cầu với khoảng 2,5 tỷ người dùng mạng xã hội này hàng ngày. Toàn cầu hóa tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng gia tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế trên quy mô toàn cầu. Gia tăng việc đi lại và du lịch quốc tế, gia tăng di cư, bao gồm cả nhập cư trái phép.
phát triển mạnh hạ tầng, viễn thông toàn cầu, gia tăng thị phần của các tập đoàn đa quốc gia. Gia tăng thương mại quốc tế, gia tăng tư bản quốc tế bao gồm cả đầu tư trực tiếp nước ngoài và gia tăng nguồn dữ liệu xuyên biên giới thông qua việc sử dụng Internet và các vệ tinh liên lạc và điện thoại. Gia tăng trao đổi văn hóa quốc tế, chẳng hạn như việc xuất khẩu các văn hóa phẩm như phim ảnh hay sách báo. Toàn cầu hóa cũng khiến con người chú ý hơn đến những vấn đề có ảnh hưởng toàn cầu như vấn đề nóng lên của khí hậu, khủng bố, buôn lậu ma túy và vấn đề nâng cao mức sống ở các nước nghèo. Đồng thời làm mờ đi ý niệm chủ quyền quốc gia và biên giới quốc gia thông qua các hiệp định và hiệp ước quốc tế, dẫn đến việc thành lập các tổ chức như WTO và OPEC. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn là chúng ta đã học được những bài học qua cuộc khủng hoảng này chưa? Và liệu chúng ta có học cách phát hiện, kiểm soát và điều chỉnh các rủi ro dường như là một phần không thể thiếu của toàn cầu hóa hay không? Bởi vì sự hợp tác và lãnh đạo cần thiết để thực hiện điều đó dường như đang bị thiếu hụt. Và trong chuỗi toàn cầu hóa, tại Việt Nam, nơi vẫn tồn tại sự cai trị của độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự thiếu vắng của một nhà nước pháp quyền, thì toàn cầu hóa là một điều kiện tốt để cả dân tộc trên 90 triệu dân ở đây có thể vứt bỏ nốt đi những tàn dư, thứ chủ nghĩa cộng sản đầy sai lầm để hội nhập với thế giới và cùng tận hưởng một cuộc sống tự do và công bằng xã hội trong thế giới văn minh của nhân loại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.